Thái Lan nhận loạt vũ khí khủng. Lục quân Hoàng gia Thái Lan mới đây đã công bố hình ảnh về buổi lễ tiếp nhận vũ khí mới theo hợp đồng ký với tập đoàn Elbit Systems của Israel. Những trang thiết bị này dự kiến sẽ kèm theo cả giấy phép sản xuất linh kiện tại chỗ. Theo các thông tin đã công bố, Thái Lan đã đặt mua tổng cộng 42 tổ hợp pháo tự hành 155mm Atmos 2000 để phân bổ 36 khẩu cho lục quân và 6 cho thủy quân lục chiến. Trong buổi lễ này, 12 tổ hợp đã được bàn giao cho sư đoàn 721. Bên cạnh đó là 6 tổ hợp cối tự hành công nghệ cao cỡ 120mm mang tên là Kadom do Salt cũng của Israel nghiên cứu chế tạo. Sản phẩm này cũng được đánh giá là hàng đầu phân khúc này. Pháo tự hành Atmos 2000 được thiết kế bởi ngành công nghiệp quốc phòng Israel và mang trong mình những công nghệ hiện đại như khả năng cơ động tốt do lắp trên khung gầm xe bọc thép 6x6 Tatra T5815VVN, hệ thống kiểm soát hỏa lực tự động và tốc độ bắn rất cao. Nó được đánh giá là sánh ngang với Casa của Pháp. Với nòng dài gấp 52 lần đường kính, loại pháo tự hành này được trang bị tổ hợp ngắm bắn và trinh sát tiên tiến, tốc độ bắn tối đa lên tới 9 viên mỗi phút và có thể vận hành chỉ với kíp chiến đấu là 4 người. Những đầu đạn pháo nặng 43kg bắn đi từ Atmos 2000 có thể vươn tới tầm xa 27km với liều phóng thường hoặc lên tới 40km khi sử dụng đạn tăng tầm gắn động cơ đẩy phản lực. Nó còn tấn công chính xác mục tiêu với đạn tự dẫn có bộ hiệu chỉnh thông qua vệ tinh. Trong khi đó, hệ thống pháo cối chiến đấu Kadom được phát triển bởi Salt hiện đang nhìn thấy xuất hiện một cách rộng rãi trên các xe bọc thép chở quân Stryker của quân đội Mỹ và xe bọc thép M113 của Israel. Hệ thống pháo cối Kadom gắn trên xe bọc thép M113 được quân đội Israel gọi là Keset. Với cỡ nòng 120mm, nhưng lực giật của cối Kadom chỉ là 27,2 tấn, cho phép gắn kết nó trên khung gầm xe tải việt dã Tata với trọng lượng chỉ 7 tấn, nhưng vẫn đảm bảo độ vững chắc và khả năng cơ động cao. Súng cối Kadom có thể hoạt động cùng với hệ thống điều khiển hỏa lực. Lúc đó, thời gian từ khi nhận dạng mục tiêu cho đến phát bắn đầu tiên được thực hiện trong khoảng thời gian không quá 30 giây với độ chính xác rất cao, tốc độ bắn lên tới 16 phát mỗi phút và tầm xa là 7km. Với những vũ khí rất tối tân và còn cả điều khoản cho phép tự sản xuất linh kiện thay thế, tiến tới tự chế tạo hoàn chỉnh toàn bộ hệ thống, lục quân Thái Lan đang cho thấy họ quyết tâm trở thành lực lượng trang bị vũ khí mạnh tại Đông Nam Á. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.